vision. Hoài Linh đã kích giới nghệ sĩ vì scandal Minh Béo. Có lẽ việc phải chứng kiến Minh Béo bị những đồng nghiệp cùng giới mổ xẻ và lên án đã khiến Hoài Linh không khỏi cảm thấy cay lòng. Trong tập 8 Ngôi sao Phương Nam 2016 có chủ đề Sân khấu cuộc đời đã được phát sóng. Bốn đội, sắc màu, hồn Việt, duyên quê và hương phù sa mang đến tiểu phẩm kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật, cải lương, hát bội v.v. để thể hiện suy tư, trăn trở của mình về nghề nghiệp. Trong đó, đối với tiểu phẩm nói về sự đố kỵ trong showbiz của đội duyên quê, ngồi trên ghế nóng, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh cho rằng đội cần thể hiện sâu hơn về thói xấu này, anh nói. Có thể điều đó là vạch áo cho người xem lưng, nhưng hơn ai hết, nghệ sĩ trong nghề phải hiểu được vấn nạn này. Đó cũng là điều tôi cảm thấy đau lòng nhất. Ông bà thường nói, thừa trong nhà mới ra ngoài đường. Đồng nghiệp có lúc yêu thương, chia sẻ dữ lắm, nhưng cũng có lúc mổ xẻ nhau táo tợn. Thế một người gặp chuyện là 4-5 người xúm lại đổ dầu vào lửa. Tôi nhìn thấy điều đó cảm thấy đau lắm. Bởi vậy nhiều khi tôi nghĩ mình nằm ở nhà cho khỏe, không dám đụng chạm tới ai. Đã có nhiều ý kiến cho rằng, một mặt Hoài Linh muốn đánh vào thói xấu của một bộ phận người nổi tiếng, ngôi sao luôn tìm cách trục lợi trên những tổn thất vật chất, tổn thương tinh thần của đồng nghiệp. Còn mặt khác, anh muốn nhân tiểu phẩm này để bộc lộ thái độ không hài lòng của mình, đồng thời đã kích những người mang danh nghĩa anh chị em nghệ sĩ trong thời gian vừa qua đã không ngừng sớm lại lên án, phán xét, đồng lòng cùng dìm nam danh hài Minh Béo xuống đáy sâu của sự ê chề thất bại. Mới đây Minh Béo về nước đã khiến dư luận cả nước xôn xao sau khi chấp hành xong án ở Mỹ vì bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em. Đã có không ít những người đồng nghiệp cùng hoạt động trong môi trường nghệ thuật với nam danh hài đã thi nhau lên tiếng mỉa mai, chê bai và tẩy chay Minh Béo. Đặc biệt thời điểm Minh Béo bị giam hãm ở đất Mỹ xa xôi, có thể Minh Béo sẽ không hề hay biết gì về việc mình đang bị chính những người mà trước đây bản thân luôn coi là đồng nghiệp mổ xẻ vạch tội. Thế nhưng tại quê nhà, gia đình anh lại là những người đang phải gánh chịu đủ những điều tiếng ấy. Hoài Linh từng đứng chung trên sân khấu với Minh Béo không ít lần, bởi thế dù có thân thiết hay không, thì có lẽ đối với anh, Minh Béo cũng là một người đồng nghiệp đáng được tôn trọng, khi luôn mang tiếng cười đến cho mọi người. Hơn cả, việc Minh Béo sai đã có pháp luật trừng trị, bản án lương tâm anh trừng trị, không đến lượt các nghệ sĩ ngôi sao phải xen vào. Thế nên, việc Hoài Linh cảm thấy chướng tai gai mắt, thậm chí thất vọng khi chứng kiến tình cảnh. Người anh em của mình bị các đồng nghiệp trong giới, thay vì động viên giúp đỡ, nay lại thừa nước đục thả câu, tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa, âu cũng là lẽ dĩ nhiên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Hàng loạt sao Việt lên tiếng tẩy chay Minh Béo gay gắt. Sẽ không có gì đáng bàn cãi nếu Minh Béo lặng lẽ trở về nước sau 9 tháng ngồi tù ở Mỹ. Đối lập với những gì mà nhiều người đinh ninh, nam diễn viên sẵn sàng nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh khi bị bắt gặp tại sân bay. Sau đó, anh còn check-in Facebook khi đã yên vị tại Việt Nam. Đăng ảnh tươi cười bên người thân. Chưa hết, rất nhiều bình luận bên dưới bất ngờ thể hiện thái độ nghênh đón Minh Béo khiến ai nấy thật sự hoang mang. Tuy nhiên, một ngày sau màn tái xuất tai tiếng, Minh Béo không được truyền thông ủng hộ. Nhiều trang tin cho rằng, điều mà khán giả trong nước đang cần ở anh nhất chính là lời xin lỗi chân thành, tử tế, trước khi có bất cứ dự định nào tiếp theo. Về phía các nghệ sĩ, bên cạnh những nhân vật chào mừng Minh Béo trở về, mới đây, không ít người đã bày tỏ sự bức xúc nhất định. Tất cả thẳng thừng phê phán, chỉ trích thái độ của Minh Béo và tội lỗi mà anh từng gây ra. Đồng thời, nhất quyết tẩy chay anh nếu quay lại showbiz. Tiêu biểu là ca sĩ Thái Thùy Linh đã viết: Minh Béo, anh đã từng là đồng nghiệp của tôi, nhưng giờ đây, xin anh đừng quay lại sân khấu. Tôi, Thái Thùy Linh, từ chối biểu diễn chung bất cứ chương trình nào có Minh Béo. Tôi, Thái chủ nhiệm, thủ lĩnh nhóm Tim Hồng, và là người sáng lập chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện. 180 chương trình suốt 5 năm qua, chúng tôi đã chào đón các nghệ sĩ không phân biệt tuổi tác, giới tính, bộ môn, đến biểu diễn phục vụ miễn phí cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, y bác sĩ, v.v. Riêng Minh Béo, chúng tôi xin từ chối. Dù trước đây tôi đã vô cùng cảm kích khi anh tới biểu diễn cho các con ở Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, diễn viên Minh Tiệp cũng đã lên án kịch liệt về Minh Béo. Với một lòng tự trọng của một công dân Việt Nam,
một nghệ sĩ có cốt cách thì hãy nên có một lời xin lỗi khán giả. Xin lỗi lá cờ đỏ sao vàng thay vào việc vui vẻ chụp hình và hả hê. Các bạn nghĩ sao khi con cháu chúng ta cũng bị ai đó quấy rối như vậy? Sau bao nhiêu điều xấu và cũng là hình ảnh của đất nước Việt Nam với các bạn trên thế giới. Vì việc này, báo chí nước ngoài cũng đưa rất nhiều và còn là nghệ sĩ nữa. Liệu chúng ta có quá dễ dãi không? Còn thế hệ trẻ là con cháu chúng ta nữa chứ. Nhãn quan chúng sẽ ra sao khi thấy như vậy? Nếu nhãn hàng nào hoặc sản phẩm nào mời bạn tới dự event đại diện, thì có lẽ cả nhà mình xin vĩnh biệt nhãn hàng đó. Ngoài ra, nhạc sĩ Nguyễn Quốc Trung cũng bày tỏ bức xúc. Mình là người dễ tha thứ và không muốn thù ghét ai, nhưng cần nói rõ quan điểm của mình vì mình đã từng tham gia chiến dịch chống bạo hành và lạm dụng tình dục với trẻ em. Nếu bạn đối xử không tốt với người già thì mình sẽ nghi ngờ nhân cách của bạn. Nếu bạn tệ với cha mẹ thì chắc chắn bạn sẽ không tốt với bất cứ ai. Còn nếu bạn làm tổn thương tới những đứa trẻ thì get the fuck out of here. Các bạn nghệ sĩ hãy cùng nhau làm đơn kiến nghị Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch về kẻ đã bị kết án đó. Sẽ thật xấu hổ nếu trong cộng đồng nghệ sĩ chúng ta có kẻ như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Minh Béo có bị hạn chế quyền công dân Việt Nam? Về trường hợp của nghệ sĩ Minh Béo, một số chuyên gia về luật pháp đã lên tiếng sau khi diễn viên hài này thụ án xong ở Mỹ và trở về nước. Ông Đinh Thế Hưng, trưởng phòng pháp luật hình sự, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết, Việt Nam và Mỹ chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp nên bản án của tòa án ở Mỹ đối với Minh Béo không có sự ràng buộc tại Việt Nam. Do đó, Minh Béo được hưởng toàn bộ quyền công dân như trước đây, kể cả việc biểu diễn hay đi lại trên lãnh thổ Việt Nam mà không bị hạn chế bất cứ điều gì. Đồng tình với ông Hưng, luật sư Bùi Đình Ứng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng Minh Béo đã chấp hành xong bản án ở Mỹ. Giữa Mỹ và Việt Nam chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp, nên quyền công dân của Minh Béo tại Việt Nam không bị giới hạn. Nhiều người cũng có câu hỏi Minh Béo đã phạm tội ở nước ngoài rồi thì liệu có tiền án tiền sự không? Như tôi đã nói ở trên, Việt Nam và Mỹ chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp nên Minh Béo sẽ không phải chịu chế tài gì nếu không vi phạm pháp luật Việt Nam, trừ khi Mỹ có yêu cầu Việt Nam áp dụng thêm một số biện pháp chế tài hoặc hình phạt bổ sung với Minh Béo sau bản án ở Mỹ. Tuy nhiên, hai bên chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp thì Việt Nam có quyền không thực hiện những đề nghị của Mỹ nếu họ có yêu cầu cụ thể. Hoặc theo nguyên tắc có đi có lại, trước đó hai nước đã có trao đổi với nhau một số vấn đề thì nay có thể thỏa thuận với nhau tùy từng trường hợp và phải phù hợp với luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế. Luật sư Ứng cho biết, theo ông Bùi Đình Ứng, vì Minh Béo đã phạm tội ở Mỹ nên Mỹ có quyền từ chối cho Minh Béo nhập cảnh vào Mỹ. Việc từ chối nhập cảnh như thế nào thì phụ thuộc vào quy định của Mỹ và các chế tài kèm theo bản án. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Này Minh Béo, anh nợ chúng tôi một lời xin lỗi, chứ không phải xin chào. Minh Béo à, anh có biết rằng một lời xin lỗi dù vụng về vẫn tốt hơn là im lặng. Anh Minh à, từ chiều tới giờ, tôi thấy đâu đâu cũng có tin về anh. Vừa về tới sân bay, anh đã nhanh nhanh chóng chóng gửi lời chào tới bàn dân thiên hạ. Rồi ngay dưới status của anh, người ta ủng hộ chào đón anh như một người hùng từ nơi xa trở về. Ai đó còn sợ chúng tôi hờn giận anh, nên nhắc đi nhắc lại. Anh ấy biết lỗi rồi, hãy tha thứ cho anh ấy đi. Lạ nhỉ, vì đến lúc này đây, đã có ai được nghe lời xin lỗi nào từ anh đâu. Anh Minh à, từ nhỏ chúng tôi đã được người lớn dạy rằng khi làm sai điều gì phải biết nói lời xin lỗi. Lời xin lỗi chính là lời xin để chúng tôi được nhận lỗi về những gì mình đã làm và khi chính những điều đó khiến ta cảm thấy mình có lỗi. Lời xin lỗi cũng để thể hiện mong muốn có thể được bỏ qua lỗi lầm. Khi lớn lên, chúng tôi còn được biết rằng lời xin lỗi nó còn là phép lịch sự trong giao tiếp, ứng xử. Chắc anh nghĩ tôi đang lan man giảng dạy mấy bài học về đạo đức phù phiếm đúng không anh? Nhưng không phải anh ạ, tôi chỉ muốn nói rằng phàm là con người, ai cũng nên biết nói lời xin lỗi khi làm sai. Xin lỗi là ta biết sai và nhận lỗi. Bên cạnh đó thì nó còn thể hiện được trách nhiệm của người mắc lỗi với người khác. Điều ấy có nghĩa là bạn thừa nhận lỗi lầm của mình và không đổ lỗi cho bất kỳ lý do gì. Nó còn khẳng định được thái độ muốn chuộc lỗi và không tái phạm lần sau.
Chúng tôi không phải là cảnh sát, không phải là chánh án, cũng chẳng đại diện cho pháp luật. Nhưng chúng tôi nghĩ mình có quyền được nghe một lời xin lỗi từ anh. Chúng tôi có thể chỉ là những bà mẹ có con trai, là những khán giả từng xem anh biểu diễn, là những người dân từng lên tiếng ủng hộ, chào đón anh ở các chương trình, và chúng tôi còn từng là fan hâm mộ của anh. Anh à, tôi chẳng nói nhiều về tội danh của anh, vì việc ấy đã có những người nắm giữ về pháp luật định đoạt. Thôi thì tội danh của anh thế nào thì anh cũng đã phải trả giá bằng khoảng thời gian tù tội đã qua. Nhưng tôi nghĩ, chúng tôi cũng như vô vàn các bà mẹ ngoài kia, chúng tôi luôn có một nỗi lo vô cùng vô tận cho con cái của mình. Chúng tôi lo sợ một ngày mai nào đó, ở một nơi nào đó, con chúng tôi lại trở thành nạn nhân của ai đó. Anh à, nuôi một đứa con đã khó. Suốt ngày sống cùng những nỗi lo sợ không tên khiến chúng tôi cảm thấy mệt nhoài. Tôi giật mình chợt nghĩ, nếu chúng tôi là bà mẹ của cậu bé ở nửa vòng trái đất bên kia, thì chúng tôi sẽ vượt qua những tháng ngày đau đớn đấy như thế nào? Chúng tôi, những bà mẹ, chẳng muốn điều gì to tát, chỉ mong con chúng tôi được lớn với một sức khỏe đủ đầy và một tinh thần tròn vị. Anh Minh à, từ nhỏ chúng tôi cũng được người lớn dạy về hai từ tha thứ, bao dung. Nhưng anh Minh à, làm sao chúng tôi có thể tha thứ cho ai nếu như họ chưa từng nói một câu xin lỗi? Lời xin lỗi có thể chẳng là gì, có thể chỉ là một câu nói, nhưng ít ra chúng tôi biết rằng anh nhận ra mình có lỗi. Nhìn anh trở về, hồ hởi nói câu xin chào, bỗng chốc chúng tôi lại giật mình. Phải chăng anh vừa kết thúc một show lưu diễn dài ngày ở nước ngoài? Hay anh vừa xong một dự án phim đình đám? Hay phải chăng lâu nay mấy tin tức anh bị bắt tại Mỹ vì tội ấu dâm là lừa đảo? Hay lại rồi cứ sai đi vì cuộc đời cho phép hả anh? Bỗng chốc, lời xin chào của anh làm chúng tôi hoang mang đến thế. Chẳng hiểu tôi có khó tính hay không anh Minh ạ, à, nhưng tôi nghĩ đừng việc gì cũng vin vào lòng bao dung. Khi sự bao dung bị đặt sai chỗ, nó sẽ thành dễ dãi anh ạ. À. Và chắc chắn một điều, sự bao dung của tôi không dành cho việc tung hô, chào đón, mừng rỡ anh trở về. Tôi nghĩ anh nên để cho mình một thời gian, tự ngẫm, tự nghĩ, tự hối cải về lỗi lầm của mình, thì chắc chắn chẳng ai cay độc, khắt khe và nghiệt ngã với anh đâu. Sau cùng, anh nợ chúng tôi một lời xin lỗi, anh Minh ạ. À. Thư gửi từ một bà mẹ có con trai. Bài viết thể hiện ý kiến của tác giả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Minh Béo và những scandal tình dục để đời. Cuối tháng 3, 2016, thông tin nghệ sĩ hài Minh Béo bị bắt tại Mỹ do quấy rối tình dục trẻ em nam gây rúng động showbiz và dư luận. Qua nhiều phiên xét xử, Minh Béo bị tuyên án 18 tháng tù giam với tội danh ấu dâm. Bản án được tuyên bố vào ngày 16 tháng 12 vừa qua. Theo thông cáo báo chí của văn phòng biện lý quận Cam, Minh Béo bị liệt vào danh sách trọn đời dành cho những tội phạm tấn công tình dục của Mỹ. Là một danh hài được yêu mến trên sân khấu khu vực miền Nam, nhưng trước khi bị bắt, Minh Béo cũng từng vướng nhiều scandal quấy rối tình dục. Anh liên tục bị nhiều đàn em tố gạ tình. Chuyện Minh Béo gạ tình, sàm sỡ đàn em từng được nhiều người trong giới truyền tai nhau đã lâu. Thậm chí không ít ca sĩ, diễn viên đã đăng đàn tố đàn anh có thái độ không đúng mực. Năm 2014, Minh Béo từng bị nam ca sĩ kiêm diễn viên trẻ Nhật Hí tố sàm sỡ quá đáng. Nhật Hí đã chia sẻ câu chuyện của mình trên trang Facebook, kể về việc mình tìm đến công ty nghệ thuật của Minh Béo để xin gia nhập làng giải trí, nhưng lại bị nghệ sĩ hài này sàm sỡ, đòi hỏi về chuyện tình dục. Không chịu nổi thái độ của đàn anh, Nhật Hí đã bỏ về. Tuy nhiên, Minh Béo nhanh chóng phủ nhận lời cáo buộc của Nhật Hí. Minh Béo cho biết anh cũng đã từng vướng vào một vụ tố cáo tương tự, nhưng anh không quan tâm vì nếu lên tiếng sẽ vô tình bia tên tuổi cho những người này. Không lâu sau đó, Minh Béo tiếp tục bị tố sàm sỡ gạ tình trai trẻ. Người tố cáo là Tuấn Chinh, một sinh viên năm cuối ngành diễn viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Tuấn Chinh được nhiều bạn trẻ biết đến khi là biên kịch phim ngắn Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò, Ghét gió, Tại gió làm mắt cay. Tuấn Chinh từng chia sẻ, tôi nghe khá nhiều về chuyện này từ các bạn bè làm nghệ thuật, cũng được anh ấy cho một lần vinh dự đến công ty của mình. Đó chỉ là một căn nhà trên đường Trần Nhân Tôn, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Chiêu trò thì cũng giống tương tự bạn Nhật Hí kể vậy, cứ thế mọi người đều phản ứng và đi về trong âm thầm. Do họ biết mình mới vô nghệ thuật nên sợ anh ấy lắm. Nam ca sĩ Hoàng Tôn cũng lên tiếng cho hai người em của mình từng bị Minh Béo lạm dụng. Tôi có tới hai người em trong nghề từng bị Minh Béo rủ rê đi cà phê với lời ngỏ sẽ giới thiệu show diễn. Nhưng khi đến nơi,
Minh Béo cũng có những hành động quá đáng và những lời lẽ gạ tình gần giống như nam ca sĩ kia đã chia sẻ. Tuy nhiên, đây chỉ là những lời tôi nghe kể lại thông qua hai người em. Sự thật như thế nào thì chỉ có Minh Béo và những người trong cuộc biết rõ nhất. Một đạo diễn kim biên kịch trẻ có tên UV lên tiếng thông cảm vì đã quá rành về tật này của Minh Béo. Cũng đã từng được ấy gọi điện đến cung này một lần với lý do tham gia nhóm hài của ấy. Vô phòng xong thì ấy khóa chốt, rồi kéo lại gần xoa xoa. Rồi hỏi y chang NH vậy. Cũng hên, mình la lên rồi mở cửa chạy về. Hot boy Chang Thang Sang cũng cho biết từng nhiều lần bị Minh Béo gửi tin nhắn quấy rối. Trong đoạn tin nhắn cuối cùng, hot boy đình đám này gửi đến đàn anh còn tiết lộ sự bức xúc khi bị giở trò. Liên Kiến Quang, một nạn nhân chịu ảnh hưởng khá nhiều về tâm lý và dư luận vào thời điểm đứng ra tố hành vi xấu xa của Minh Béo. Anh tâm sự, anh vẫn còn cảm thấy rùng mình mỗi lúc nhớ về chuyện cũ. Từ lúc xảy ra chuyện với Minh Béo, Kiến Quang bắt đầu theo đạo và tin tưởng luật nhân quả hơn bao giờ hết. Nam ca sĩ cho biết, bản thân anh khá buồn khi nghe tin Minh Béo bị bắt, dù có cảm thấy tội nghiệp cách mấy. Nhưng anh chàng cho đây là kết quả mà Minh Béo phải nhận để không còn gạ gẫm và sàm sỡ bất kỳ ai. Trước mọi lời tố, Minh Béo khi thì im lặng, khi lại lên tiếng phủ nhận. Anh còn khẳng định có kẻ dựng chuyện chơi xấu và sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo.